Xin chào quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp số 28 của Tipca. Trong chương trình hôm nay chúng tôi xin trả lời một số các câu hỏi của các quý vị như sau. Đầu tiên là câu hỏi của quý vị Nguyễn Công. Xem Kia Cerato 2017 số tự động. Xem đi tương đối ít mới được khoảng 2 vạn thì đã cần thay dầu hộp số hay chưa? Nhiều người bảo đi ít thì tầm 4-8 tháng thì phải thay dầu hộp số do dầu để lâu cũng biến chất. Nhưng một số lại bảo hộp số kín không có que thăm dầu thì tầm 10 vạn mới phải thay. 10 vạn thì nếu xe đi bình thường cũng phải 7-8 năm. Mong Tipca giải đáp giúp em. Em xin cảm ơn. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Thông thường dầu hộp số sàn nên thay sau khoảng 5-8 vạn km. Còn dầu hộp số tự động nên thay sau khoảng 10-15 vạn km tùy loại xe. Thậm chí có những dòng xe không cần thay dầu hộp số tự động trong suốt vòng đời xe. Vì vậy, không có chuyện đi ít thì 4-8 tháng đã phải thay dầu như một số người nói. Để biết chính xác hơn, quý vị nên tham khảo trong sách hướng dẫn sử dụng của xe hoặc theo khuyến nghị của xưởng dịch vụ chính hãng. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Cường 7. Xem Kia Morning 2018 bản S, kính lái rất khó nhìn khi nắng chiếu vào trực tiếp và khi trời mưa. Có cách nào để khắc phục không? Với câu hỏi này, chúng tôi xin tư vấn như sau. Cả hai điều kiện thời tiết mà quý vị đề cập là nắng trực tiếp và mưa thì đều làm giảm tầm nhìn và khiến chúng ta khó quan sát hơn. Vấn đề sẽ trở nên xấu hơn nữa nếu như kính lái bị xước, gây khúc xạ ánh sáng, gây lóa, cả khi ánh nắng trực tiếp hoặc khi có xe ngược chiều vào ban đêm. Quý vị nên kiểm tra xem kính có bị xước hay ố mốc hay không. Ngoài ra, khi lái xe trời nắng thì quý vị có thể sử dụng kính chống nắng. Quý vị Hùng có gửi đến câu hỏi như sau. Xe Toyota Land Cruiser đời 2005, máy dầu số sàn. Khi ga đột ngột thì xe giật, giảm ga đột ngột xe cũng bị giật. Sau khi thay các cao su giằng gầm, căn cầu, thay bi các đăng mà vẫn bị như tình trạng trên. Xin cảm ơn Tipca. Với câu hỏi này chúng tôi xin tư vấn như sau. Do quý vị không mô tả kỹ là giật như thế nào, khi nào, ví dụ như là khi vào số nhả côn hay là đang đi bình thường. Do vậy thì có thể có một số nguyên nhân xe giật như sau. Có thể là do côn, như là lá côn mòn, bánh đà mòn không đều, bàn ép kém. Hoặc cũng có thể giật là do chân máy hay chân hộp số đã cũ hoặc hỏng. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Phan Việt. Xe mình Kia Optima 2020, máy 2.0, đã đi được khoảng 6.600 km. Khi đánh hết lái sang trái thì có tiếng kêu ken két nhỏ ở phía bên tài. Tiếng nhỏ nên ở nơi yên tĩnh mới nghe vào lúc sáng sớm. Tipca cho hỏi là tại sao và cần kiểm tra những chi tiết nào. Xin cảm ơn. Với câu hỏi này chúng tôi xin tư vấn như sau. Có thể tiếng kêu là do các cao su cựa vào nhau trong hệ thống lái khi đánh lái. Quý vị vẫn nên theo dõi nếu mà tiếng kêu to hơn hay khi lái có gì bất thường, ví dụ như nặng hơn. Ngoài ra, một nguyên nhân thông thường đó là khi đánh lái, lốp xe mít xuống sàn cũng có thể gây tiếng kêu. Xe còn đang bảo hành, do vậy quý vị nên nhờ gara chính hãng kiểm tra để được hỗ trợ tốt nhất. Quý vị Nguyễn Tiến gửi đến câu hỏi như sau. Xem Kia Soluto số tự động đời 2019, không đề được máy. Khi đề chỉ nghe tiếng cạch một tiếng và tắt điện luôn. 20 giây sau đề vẫn vậy, đèn và các thiết bị điện vẫn hoạt động. Em cũng đo bình lúc đó là 12V7. Vậy cho em hỏi cách phân biệt giữa bình yếu, giữa le đề, motor đề lỗi và có yếu tố nào khác làm xe không đề nổ được không? Em xin cảm ơn. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Hệ thống đề có thể có những trường hợp như sau. Nếu bình ắc quy yếu thì khi đề có thể có tiếng đề quay chỉ 1-2 nhịp rồi tắt, máy không nổ được. Nếu ắc quy quá yếu thì khi đề có tiếng cạch cạch là tiếng dơ le đóng nhưng đề không chạy. Nếu dơ le đề bị hỏng thì khi đề sẽ không có tín hiệu gì. Nếu ắc quy tốt, khi đề có tiếng cạch thì dơ le đề đã đóng. Nếu đề không chạy thì củ đề có vấn đề, ví dụ như là bị kẹt, bị mòn hoặc là bị hỏng. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Phạm Lê. Xe mình Hyundai i30 2011, nhập Hàn Quốc số tự động, vừa rồi bị hỏng ECU. Vì vậy mình để ý thấy hộp ECU đặt trong khoang máy, nóng khủng khiếp khi xe hoạt động. Cho mình hỏi,
liệu nóng quá thì có mau hỏng ECU hay không? Vì trong hộp toàn linh kiện điện tử, có cách nào giải nhiệt cho hộp không? Xin trân trọng cảm ơn. Với câu hỏi này, chúng tôi xin tư vấn như sau. Khi thiết kế, nhà sản xuất đã tính toán các điều kiện hoạt động của ECU và vị trí lắp đặt sao cho hợp lý nhất trong vận hành và sửa chữa. Nhiệt độ có lẽ không ảnh nhiều đến ECU, mà có thể nước hay độ ẩm mới là nguyên nhân gây hư hỏng ECU. Do vậy, khi vận hành nên tránh để xe bị ngập nước đến ECU. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị tín đoàn. Em dùng Kia Cerato 2018, rất ít khi phải sử dụng xe. Tính từ lúc thay dầu động cơ gần nhất đến nay cũng đã gần 1 năm, nhưng chưa đạt được số km bảo dưỡng định kỳ. Vậy giờ em nên tiếp tục sử dụng cho đến mốc bảo dưỡng hay nên thay dầu? Mong tiếp ca tư vấn cho em biết, nếu xe ít sử dụng thì bao lâu nên thay dầu? Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Chúng tôi đã có nhiều video chi tiết về dầu nhớt của động cơ. Thông thường thì dầu nhớt có thể đảm bảo các phẩm cấp trong 5 năm trong điều kiện sử dụng bình thường theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Về chu kỳ thay thì tùy loại dầu nhớt sử dụng như nhớt khoáng, tổng hợp hay bán tổng hợp. Trong điều kiện sử dụng ở Việt Nam thì nhớt khoáng có thể thay sau khoảng 5 đến 7.000 km, bán tổng hợp khoảng từ 7 đến 10.000 km, tổng hợp toàn phần khoảng từ 10 đến 15.000 km. Đó là lời khuyên của chúng tôi. Còn nếu xe của quý vị còn bảo hành thì nên theo khuyến cáo của hãng, tránh những phiền phức không đáng có sau này. Quý vị Tuấn Vũ gửi đến câu hỏi như sau. Xe crossover thì có nên lắp bậc cửa lên xe hay không? Lợi hay hại của bộ phụ kiện này? Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Bậc lên xuống có tác dụng giúp cho việc lên xuống xe dễ dàng hơn với những xe như là SUV, bán tải hay crossover do thân xe khá cao. Một số loại bậc lên xuống cho xe địa hình là bằng thép hay nhôm cứng thì có thêm tác dụng bảo vệ thân xe. Về tác hại, có thể sẽ tốn nhiên liệu hơn, nhưng bậc bước thường là rất nhẹ, do vậy gần như không đáng kể. Vậy tùy theo nhu cầu sử dụng mà quý vị quyết định nên lắp hay không. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Hữu. Xem Camry đời 2008, gần đây vì dịch nên ít chạy, để xe ở nhà khoảng 2 tuần. Lúc kiểm tra thì xe thì phát hiện hết bình. Em đã sạc trở lại và phát hiện đồng hồ của xe bị lệch so với thực tế. Tiếp ca cho hỏi làm sao để chỉnh lại đồng hồ, vì em có tìm hiểu các dòng xe Camry sau này thì có nút chữ H và chữ M ở ngay chỗ đồng hồ để chỉnh, nhưng xe của em thì không có. Mong tiếp ca giải đáp. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Theo thông tin của chúng tôi tìm hiểu thì Camry đời 2008 có nút chỉnh đồng hồ là hai nút nhỏ có chữ H và chữ M, nhưng nằm ở phía dưới đồng hồ, giữa hai ô cửa gió điều hòa và phía trên của nút đèn khẩn cấp. Quý vị có thể thử tìm lại. Sau đây là câu hỏi của quý vị Vũ Ba Tuấn. Xe Accent Blue 2016, quạt gió điều hòa tiếng kêu rất lớn, tiếng kêu của quạt chứ không phải là của điều hòa. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Với câu hỏi này chúng tôi xin tư vấn như sau. Quạt gió điều hòa bên trong xe có tiếng kêu thì có thể là do có vật thể lạ đã lọt vào như là lá cây hay là giấy. Khi quay, cánh quạt chạm vào và gây tiếng kêu. Ngoài ra, tiếng kêu cũng có thể là do quạt bị dơ, bị mòn hoặc bị khô dầu bôi trơn. Quý vị có thể tự mở ra và kiểm tra. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Quang Huy. Xe mình là Chevrolet Trax 2017, chạy 2,5 vạn. Nay mình đem xe đi cân bằng động và căn chỉnh thước lái vì xe bị nheo lái sang phải. Khi nâng cầm xe lên thì phát hiện càng A bị cong phía bên phụ. Gara báo phải thay càng A thì mới giải quyết được vấn đề lệch góc lái. Xin hỏi trường hợp này có cách giải quyết nào hiệu quả mà tiết kiệm chi phí nhất không? Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Khi thiết kế hệ thống lái, nhà sản xuất đã tính toán chính xác các chi tiết. Do vậy, nếu một chi tiết không còn đúng như ban đầu, như là bị cong, vênh hay mòn, thì hệ thống lái cũng bị mất cân bằng và gây ra các hiện tượng như là nhao lái, rung, lắc. Trường hợp càng A bị cong thì nên thay mới. Quý vị Ngọc Phạm có câu hỏi như sau. Em muốn mua Ranger XLT 2.2 đời 2018, đăng ký 2019. Xe đi được gần 2 vạn. Cho em hỏi đời này có bị lỗi gì không? Và cần kiểm tra những gì khi mua xe? Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau.
Trong vài năm qua, tỷ lệ nhỏ xe Ranger bị lỗi ẩm dầu nhưng đã được hãng xử lý và bảo hành. Khi mua xe đã qua sử dụng, quý vị cần kiểm tra keo chỉ, thân vỏ, chassis, xem có bị đâm, đụng hay không. Kiểm tra gioăng và ốc mặt máy xem đã bị ra máy hay chưa. Kiểm tra hệ thống điện bằng máy scan xem có bị lỗi gì không. Kiểm tra điều hòa, nội thất và nhiều chi tiết khác. Sau đây là câu hỏi của quý vị Yên Phong. Tôi có xe Mercedes C250. Sáng ra khi đề thì máy bị rung và báo lỗi cá vàng. Tắt đi bật lại, đề thì hết rung. Xe đời 2010 chạy được 16 vạn. Như quý vị mô tả thì có thể hệ thống nhiên liệu đã có vấn đề. Khi xe mới khởi động thì bị thiếu xăng, do đó là máy bị rung và báo lỗi. Khi tắt đi bật lại thì bơm xăng lại hoạt động và cung cấp đủ nhiên liệu, do đó hết hiện tượng này. Quý vị nên kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu như là bơm, lọc. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Gia Hồng. Xe em XL7 mới mua từ tháng 1/2021 đã đi được 5.500 km. Hồi tầm 3.000 km xe em bị tình trạng đang đi bình thường, giảm ga, sau đó đạp ga, đi ở giải tốc độ 60 km/h, nhưng vòng tua cao 2.000 vòng, bình thường chỉ 1.500 vòng. Nếu cứ giữ nhịp như vậy thì xe bị như vậy luôn. Tăng tốc lên 80 km/h, vòng tua lên trên 2.600 vòng. Khi để xe chạy trớn, vòng tua về 1.100 vòng. Mặc dù đang ở D, tốc độ là 80 km/h. Để thoát tình trạng này thì mình đạp lút ga, vòng tua lên trên 4.000, sau đó thả ra, lại trở lại bình thường. Hoặc về N và nhấn ga lên 3.000 vòng, sau đó về D. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Với các xe trang bị hộp số tự động, khi giảm ga rồi lại đạp ga và giữ ga, hộp số sẽ hiểu là bạn đang muốn tăng tốc để vượt. Chính vì vậy, hộp số sẽ giữ ở cấp số thấp với vòng tua cao để tối ưu sức kéo. Để biết chính xác hộp số làm việc đúng hay không, quý vị cần đạp ga từ từ, hộp số sẽ làm việc êm ái. Hoặc đạp lên khoảng 3-4.000 vòng rồi nhả ga. Khi đó, hộp số sẽ chuyển cấp số cao hơn. Hộp số xe của quý vị làm việc như vậy là bình thường. Quý vị có thể nhờ xưởng dịch vụ chính hãng để tư vấn thêm. Sau đây là câu hỏi của quý vị Dũng Nguyễn. Cho em hỏi có nên lắp ốp chắn gầm động cơ xe Suzuki XL7 hay không? Rất mong tiếp ca tư vấn giúp em vấn đề này. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Chắn gầm có tác dụng bảo vệ gầm, nhất là khi đi vào đường xấu, tránh được đất đá, văng hay va chạm vào các bộ phận phía dưới gầm xe như là máy, hộp số. Ngoài tác dụng kể trên, chắn gầm không ảnh hưởng gì đến quá trình làm mát của động cơ. Do vậy, tùy nhu cầu sử dụng, quý vị sẽ quyết định có nên lắp hay không. Và cuối cùng là hai câu hỏi của quý vị Mi Sang và Trọng Đức có cùng một nguyên nhân. Các câu hỏi như sau. Câu hỏi của quý vị Mi Sang. Xe Outlander 2020 mua được 1 năm, đi tầm 12.000 km. Hôm qua mới sửa xe xong, đưa vào xe vào nhà cất. Sáng ra mở phanh tay, trả về số R, thả phanh chân ra thì xe không tự lùi. Trả lại số P, kéo phanh. Xong lại xuống gầm kiểm tra xem có bị chèn gì không thì không thấy gì cả. Lên xe bỏ R, bỏ phanh, đạp nhẹ ga để xe lui thì dưới chỗ bánh xe kêu panh một cái, sau đó xe lùi nhẹ như bình thường. Dừng xe xuống kiểm tra thì cũng không có gì, lốp bánh gầm như ban đầu, sau đó thì đi lại như bình thường. Ra hỏi anh em thợ quen thì họ cũng không tư vấn được gì thêm. Vậy vấn đề là gì? Câu hỏi của quý vị Trọng Đức. Sáng nay xe em bị vấn đề như sau, nổ máy, hạ phanh tay, cài số D, nhả phanh chân nhưng xe không tự di chuyển như mọi khi. Em bật máy lại cũng không được, dí ga nhẹ cũng không đi. Dí ga mạnh thì nó kêu cạch một cái to đùng rồi mới đi, sau đó đi bình thường. Vậy xe em bị sao? Với hai câu hỏi này chúng tôi xin trả lời như sau. Theo những gì quý vị mô tả thì đây là hiện tượng bình thường xảy ra với rất nhiều xe sau khi rửa xe. Khi hệ thống phanh còn ướt, chúng ta kéo phanh tay sẽ xảy ra tình trạng má phanh sẽ bám chặt vào đĩa phanh hoặc chống phanh. Khi để qua đêm, quá trình oxy hóa sẽ diễn ra khiến má phanh bị dính. Khi cài số và nhả phanh tay nhưng má phanh vẫn không thể tự động nhả ra cho xe di chuyển. Tiếng kêu lớn khi ga mạnh là do má phanh bung khỏi đĩa phanh hoặc chống phanh. Để tránh tình trạng này, sau khi rửa xe, quý vị có thể di chuyển và đạp phanh vài lần cho má phanh khô trước khi đỗ xe
và kéo phanh tay. Nếu trong quá trình di chuyển mà phát hiện thấy xe bị ì hơn thì cần kiểm tra phòng trường hợp phanh bị bó. Vừa rồi là chuyên mục hỏi đáp số 28 của Tipca. Chúng tôi hy vọng video vừa rồi đã giúp ích cho quý vị trong quá trình vận hành và sử dụng xe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.